hai đêm diễn thành công. Đêm diễn cuối cùng với chủ đề trang phục ấn tượng, với những thiết kế chất, lạ mắt, ấn tượng. Đêm diễn đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn cho giới mô điều, những phong cách mới lạ. Lúc này hãy cùng theo chân ekip chương trình khám phá hậu trường của buổi biểu diễn thời trang với chủ đề thời trang ấn tượng đêm nay. Cái bộ sưu tập cũng như là những cái bộ quần áo của nhà thiết kế. Xin chào tất cả mọi người. Thúy Ngân hiện tại đang có mặt tại một chương trình thời trang rất là hoành tráng. Đây là một chương trình mà tôn vinh lên những nhà thiết kế Việt, những trang phục Việt. Và đây là một bộ trang phục mà Thúy Ngân cũng rất là yêu thích. Và Ngân thấy rằng những nhà thiết kế Việt Nam không chỉ có tài năng, có sức sáng tạo mà còn tạo ra được những cái sản phẩm rất là uy tín cũng như rất là đẹp. Hy vọng rằng những mẫu thiết kế của chúng ta ngày càng vươn xa ra tầm quốc tế nhiều hơn nữa. Xin chào các bạn khán giả. Hôm nay Ngọc Tình đang có mặt tại show diễn Việt Fashion Week. Đây là một show diễn mà lần đầu tiên mà diễn ra trong 3 ngày. Đây là một cái sân chơi mà Tình cảm thấy rằng nó thu hút được rất là nhiều nhà thiết kế trẻ, giúp cho các bạn có thể thỏa niềm đam mê, có thể tỏa sáng. Bên cạnh đó thì giúp cho cái ngành người mẫu thời trang của chúng ta sẽ có được nhiều sân chơi hơn nữa. Cảm xúc có thể nói là lần nào đứng trên sân khấu cũng như là lần đầu tiên Thúy Ngân được diễn, nên Thúy Ngân rất là vui khi mà được trở lại chương trình thời trang lần này và hy vọng rằng với những mẫu thiết kế đặc sắc thì sẽ đem đến những cái ấn tượng, những cái sức sáng tạo cũng như là những bộ sưu tập mới, cũng như là đem đến cho chúng ta những màn trình diễn đẹp mắt. Tình nghĩ rằng đây là một sân chơi hoàn toàn có thể nhân rộng hơn nữa để chúng ta có được những cái sân chơi được các bạn bè được yêu thích hơn, được biết rộng hơn, để các bạn có thể một nơi vừa có thể tỏa sáng niềm đam mê của bản thân mình trên sàn catwalk, cũng như là các bạn nhà thiết kế thì có thể tự do sáng tạo được những bộ sưu tập đến với công chúng nhiều hơn nữa. Và đây là một cái mà Tình nghĩ rằng Tình rất là hào hứng để mà tham gia và giúp cho ngành người mẫu thời trang của chúng ta có thể phát triển nhiều hơn, mạnh hơn nữa.